À, xin chào anh em, mình bên shop da mèo áo da. Mình giới thiệu anh em loại găng tay chống cắt inox. Nó cấu tạo từ các sợi inox được dệt đạp nhau nên khả năng chống cắt rất là cao. Nó có thể chống cắt ngang, chống cắt dọc, đa chiều đều chống cắt được. Đây mình sẽ thử khả năng chống cắt đối với da mèo nhé. Da mèo thay nhíp này rất là sắc. Ra sắc nhé. Cắt không rách được. Các bạn chống cắt đa chiều, cả cắt ngang cả cắt dọc đều không rách. Thậm chí là chặt nhẹ vào. Đó, với những va chạm như này thì không thể làm tay các bạn bị thương, không làm bị rách được. Nên các bạn dùng đeo găng tay làm các công việc mà tiếp xúc với những vật sắc như là dao, kim loại, thủy tinh hoặc là làm nấu ăn đó, thì khi bạn đeo găng tay thì sẽ đảm bảo cho bạn lưỡi dao khi va chạm vào tay và không bị chảy máu, không bị đứt tay. Đó, rất an toàn nhé, găng tay vẫn còn nguyên này sau khi test. Nó đang từ sợi inox nên rất là bền, chống vào lưỡi dao luôn nhé. Anh em quan tâm sản phẩm cứ liên hệ mình, tìm Facebook hoặc Zalo theo số điện thoại này.